Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 138: Vô sự mới là hảo sự chân thật. Phật nói pháp là ứng cơ nói pháp. Trình độ của bạn thế nào thì nói pháp môn cho bạn nghe như thế đó. Bạn là người căn tánh hạ hạ, tầm nhìn cạn cợt, bạn chưa muốn thoát ly luân hồi. Phật liền dạy cho bạn đoạn ác tu thiện để phòng ngừa bạn đọa vào ba đường ác. Bạn là người căn tánh trung thượng, Phật nhất định khuyên bạn đem thế duyên buông xả, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Đây là đại từ, đại bi của Phật. Tâm người thế gian của chúng ta không thanh tịnh, từ bi nguyện lực như thế nào cũng đều là giả. Đại từ đại bi nhất định phải ở thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có thể viên mãn thành tựu. Cả nhà cư sĩ Bàn Thiền Tông làm ra tấm gương rất tốt cho chúng ta xem. Vào thời nhà Đường, cư sĩ Bàn Uẩn rất là giàu có. Sau khi ông học Phật, ông đem tất cả vàng bạc của cải chất lên một chiếc thuyền, đưa thuyền ra giữa dòng, khoét một cái lỗ, cho thuyền chìm xuống đáy sông. Ông đã làm như vậy, thực tế mà nói, chính là dạy người đời một câu: việc tốt không bằng không việc gì. Ông lưu lại câu nói này cho người sau. Chúng ta là phàm phu, dễ bị cảnh giới bên ngoài là mê hoặc. Vậy phải ghi nhớ, tốt nhất là trì giới. Giới luật là gì vậy? Nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc không bằng không việc gì. Không việc gì mới thật là chân thật là việc tốt. Lúc nào cũng gìn giữ tâm thanh tịnh của chính mình. Thanh tịnh thì mới có thể bình đẳng. Việc này phải nên biết, đây không phải là tiêu cực. Xã hội ngày nay vì sao mà loạn đến như thế? Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói rất hay. Trong xã hội nhiều người thích làm việc tốt quá rồi. Người tốt không phải là việc tốt hay sao? Lão cư sĩ ở trên bảng đen viết 4 chữ: hảo nhân, háo sự. Sau đó đánh dấu khoanh tròn ở 2 chữ: háo sự. Biểu thị đó là đọc phá âm. Hảo nhân. Hảo nhân là gì vậy? Là háo sự, ưa thích nhiều việc. Mỗi người đều háo sự, đều tranh nhau làm việc tốt. Vậy thì phiền phức to rồi. Việc tốt chân thật Phật dạy cho chúng ta: tùy duyên mà không phan duyên, vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh, bình đẳng. Tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi thì phàm làm bất cứ việc gì cũng đều là việc tốt. Đó mới là việc tốt chân thật. Nếu như tâm không thanh tịnh, không bình đẳng, không từ bi, khi bạn làm việc tốt thì đó không phải là việc tốt chân thật. A-di-đà-phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.